siêu mẫu Minh Tú lên tiếng bênh vực Lê Bống khi bị chê chân cột đình trên thảm đỏ. Gần đây, TikToker Lê Bống bỗng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông sau màn catwalk gây tranh cãi tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Theo đó, một số ý kiến cho rằng sự kiện này gồm rất nhiều model chuyên nghiệp, vì thế không nên có sự xuất hiện của một người tai tiếng để thu hút sự chú ý của truyền thông. Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, siêu mẫu Minh Tú đã không ngần ngại lên tiếng bênh vực đàn em và bày tỏ quan điểm cá nhân. Việc Lê Bống xuất hiện trên sàn runway theo Minh Tú là điều bình thường. Thời đại này vốn dĩ đã không còn nặng nề bởi những quy chuẩn khắt khe, tự sáng tạo là bất tận và giá trị của con người cần được tôn trọng. Nếu bạn ấy không mang lại bất kỳ một giá trị nào thì chính những nhà thiết kế, ban tổ chức sẽ không chọn bạn ấy nữa và bạn sẽ tự bị đào thải khỏi ngành thời trang đầy khắc nghiệt này. Với tư cách là một người mẫu đàn chị đi trước, Minh Tú muốn lên tiếng bảo vệ Lê Bống trước những lời miệt thị nặng nề từ dư luận. Sự khác biệt nào cũng cần có thời gian để quen dần và trở nên bình thường. Lê Bống hay hàng nghìn bạn trẻ không có được những lợi thế về ngoại hình nếu thật sự đam mê với thời trang và catwalk thì các bạn hãy cố gắng hoàn thiện kỹ năng nhiều hơn nữa. Hãy chứng minh dù mình không có lợi thế ngoại hình nhưng vẫn có thể thành người mẫu nổi tiếng trên sàn diễn. Cố lên nhé! Hiện tại, những chia sẻ của siêu mẫu Minh Tú vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.